Hello. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học JavaScript cơ bản. Bài này chúng ta sẽ học về alias và interface. Thì trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ sửa bài của ngày hôm trước. Đấy là về i5. Màn hình sẽ in ra giá trị gì? Thì chúng ta có một i5 channel. Thuộc tính thứ nhất là quá nhanh, thuộc tính hai là tôi đi có dạo 200. Console.log sẽ channel.quá nhanh sẽ in ra giá trị là bao nhiêu. Vì quá nhanh không được đánh index nên giá trị của nó mặc định sẽ là 0. Xin chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Chúng ta sẽ đi vào bài hôm nay. Alias. Alias cho phép định nghĩa kiểu dữ liệu với tên tùy chỉnh. Interface tương tự như alias nhưng chỉ áp dụng cho đối tượng. Và interface có một thuộc tính đó là extend interface. Các interface có thể mở rộng định nghĩa của nhau. Đây là như kiểu kế thừa ở trong lập trình hướng đối tượng ấy. Cuối cùng là bài tập của ngày hôm nay, hãy điền vào chỗ trống chấm chấm katai bằng string. Hãy điền vào để tạo một alias. Chúng ta sẽ đi vào thực hành alias và interface. Đầu tiên thì để khai báo alias thì chúng ta sẽ dùng từ khóa type. Sau đó là tên của kiểu dữ liệu. Chúng ta sẽ đặt tên kiểu đây là mã sinh viên. Và kiểu dữ liệu là number. Tiếp đến thì chúng ta sẽ khai báo một interface. Để khai báo interface thì chúng ta sẽ dùng từ khóa interface. Kiểu là kiểu sinh viên. Tên của interface là sinh viên. Trong interface sinh viên thì có hai thuộc tính. Đây là mã sinh viên, kiểu dữ liệu là alias chúng ta vừa khai báo, tên sinh viên là string. Và interface có thể extend lẫn nhau, đây là tính chất kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Tôi sẽ khai báo một interface mới có tên là học sinh. Và interface này extend từ interface sinh viên. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một thuộc tính mới là thuộc tính giới tính, kiểu như là boolean. Và chúng ta sẽ khởi tạo một constant là tôi thuộc kiểu học sinh. Và chúng ta sẽ truyền hàm số cho các giá trị. Đây là mã sinh viên sẽ bằng 1. Tên sinh viên sẽ bằng quá nhanh. Và cuối cùng đây là giới tính sẽ là Chu sẽ là nam theo quy định của tôi. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta mà khởi tạo một interface mới, chúng ta phải truyền đủ giá trị, nếu không sẽ lỗi ngay ở đây. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video.
Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.